công. Anh đứng lại đó. Tôi muốn nói chuyện với anh một chút. Thưa bà, tôi phải về đồn đây. Anh Công, tại sao anh lẩn tránh tôi? Tại sao anh làm mặt lạ với tôi như vậy chứ? Thưa bà, tại vì hôm nay tôi mới thấy được mặt trái của người tôi yêu. Mặt trái à? Từ lúc chia phôi, tôi nuôi mãi một niềm vui. Mong tôi mong thuở đầu xanh trở lại. Nhưng tình yêu kia ai đã vội vàng và ngăn ngùi. Dội vàng như sấm chớp và ngăn ngủi hơn một cơn gió thoáng qua rèm. Người ấy trở về quê nhưng lòng lại xa cách họ hàng. Ôi gấm dốc lụa là chuỗi xoàn vòng quanh cổ như mong của kẻ thù bao giàu. Mạch sống đã được bà đổi bằng với tiết nghĩa trung trinh. Bà mỉm nụ cười duyên vì người xa lạ. Sao bà nỡ vội quên những người thân đang sống trong những ngày đau thương như vô tận với nỗi hận thù đời ngày trang trải. Đường tình quê hương đất nước chứ sao tự vì mình với cánh bèo mặt nước cho người cợt người khinh. Bà muốn nói tự khiêm chứ trong thâm tâm của bà, trong thâm tâm của bà thì lại rất hạnh diện. Cánh bèo một nát còn bón phân cho đất thêm màu mỡ. Bà sang giàu chỉ xấu hổ cho dòng họ mà thôi. Mình như thế nào? Tôi khác, bà khác. So sánh thế nào được mà so sánh? Khác à? Có phải khác chăng chỉ vì anh vẫn còn theo vọt giặc mà tôi lại còn quyến luyến tìm về thăm sông cũ? Hay khác vì anh thấy tôi ra vẻ người sáng trọng rồi nghĩ rằng tôi xa lạ với bà. Tôi anh Công, anh cứ xem tôi là nghĩa ngày trước. Chào bà, tôi về. Tôi mong có dịp nói chuyện với anh.